Sáng ngày 15 tháng 7, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Giao Ước, 23 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu, cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Minh Duy, 28 tuổi, quê huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 7, Ước điều khiển xe máy đến cây xăng Đồng Nai trên tỉnh lộ 825 thuộc ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, kêu anh Duy đổ 2 lít xăng. Đổ xong, Ước nói không còn tiền, nợ lại vài ngày sau sẽ ghé trả. Anh Duy từ chối với lý do mới xin việc vào làm ở cây xăng, chưa biết ai, cũng không có tiền bù vào khi giao ca lại cho nhân viên khác. Nghe vậy, Ước chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua con dao và quay lại cây xăng nói chuyện với anh Duy, rồi bất ngờ đâm vào đùi của anh. Do vết đâm trúng động mạch chủ, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xảy ra án mạng, Ước đã bỏ chạy nhưng bị người dân kịp thời bắt giữ giao cho công an. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời lập hồ sơ truy tố đối với đối tượng.